Xin chào tất cả các bạn, mình tên Vi, mình đến từ lớp Phúc Đinh Y43 và ngày hôm nay mình xin trình bày về cytokine. Cytokine là các protein hay lipoprotein không phải là kháng thể, được sản xuất và phóng thích bởi các tế bào bạch cầu viêm và một số tế bào khác không phải là bạch cầu. Các protein này hoạt động trong vai trò là các chất trung gian điều hòa giữa các tế bào trong cơ thể. Cytokine khác với các hormone kinh điển vì chúng được sản xuất bởi nhiều loại tổ chức khác nhau chứ không phải bởi các tuyến biệt hóa nào. Phân loại, mình chia làm 4 loại là cận tiết, tự tiết, nội tiết và xúc tiết. Về ứng dụng lâm sàng, cytokine được chia làm 3 họ là cytokine họ các yếu tố hoại tử khối u, cytokine họ các interferon, cytokine họ các yếu tố kích thích tạo máu. Về ví dụ, cytokine được ví dụ như một chất gây sốt là nó sẽ set up lại cái set point ở vùng hạ đồi là bình thường. Vùng hạ đồi sẽ duy trì nhiệt độ cơ thể là 37 độ C và khi cytokine tác dụng lên vùng này sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể và cơ thể sẽ đốt cháy năng lượng để tăng nhiệt độ cơ thể phù hợp với cái mức ở vùng hạ đồi này là gây sốt đó. Cái thứ hai là erythropoietin. Erythropoietin được biết đến là một chất kích thích tạo máu và ở những người bệnh nhân suy thận thì các chất này sẽ không được sản xuất ra thường xuyên. Vì vậy chúng ta cần phải chích erythropoietin mỗi tháng một lần 2 triệu.